sinh là chủ yếu. Các bạn trẻ thì rất là thích trà sữa. Này bây giờ em mới bán nên chắc cũng được khoảng 200 ly thôi. Ở đây em có trà sữa truyền thống, trà sữa thái xanh, trà khoai môn và trà đào. À, trà truyền thống thì mình bán nhiều nhất ạ. Ngon thì theo khẩu vị của mỗi người thôi, nhưng mà người ta vẫn chịu hơn cùng nhất là cái trà truyền thống này. Đây là cái loại thạch mà nhà tự làm hết. Trà truyền thống từ người ta thường hay ăn thập cẩm, là tất cả loại thạch đều đi truyền thống được hết. Ngon thì thạch phô mai, còn những đứa trẻ trẻ thì người ta thích cái hạt thủy tinh này nè, có tinh trứng mềm dễ ăn, ăn nó giòn giòn. Thank you.
bia mà gọi cũng có người giao hàng đúng không? Trà sữa khoai môn bánh lăng. Rồi, đây có hai người đẹp mà từ bên Thái Lan về. Bên Thái Lan về. Rồi xúc đá vào đi. Cái này đang để cái ta uống hay ta để ở dưới cho nước lên chứ. Cái lên trên sầm nước. Thêm miếng nước ra nữa. Trà khoai môn hả? Dạ, trà sữa khoai môn. Wow, nguyên bình trà sữa khoai môn à. Con này làm công phu quá hả? Lâu lắm. Đây có bốn bao nhiêu loại trà sữa này? Khoai môn rồi, trà đào này, rồi, truyền thống.